Hai ngày nay em về hai cây 55 màu đen rồi. Và đã bán một cây. Còn một cây cuối. Đây. Thật ra em định quay hai cây mấy bữa trước rồi. Mà tại vì em về hàng nhiều quá em quay mấy cái máy khác. Có mấy anh hỏi mua, mà mấy anh hỏi là tại sao giờ còn máy mới. Và máy quốc tế hả, máy lốc hả? Thật ra cái máy này đơn giản chị ơi, mua về nếu mà in máy rồi chưa mở mạng á, thì đi mở mạng bình thường thôi, chứ không phải như iPhone này đâu, nó phức tạp đâu nha. Rồi ok, giờ còn cây quay luôn. Đây Nokia 55 màu đen, một sim đó, 55 màu đen một sim, email đẹp luôn, 86 cuối đó. Rồi đó, giờ mở ra cho anh chị nào ở xa đang thắc mắc muốn mua mà không biết nó là sao. Đây là máy mới nha anh chị, mới 100% nha, bảo đảm bên em mới là mới, vỏ lô là vỏ lô, zin là zin nha, chứ không có nói bậy bạ. Khách em mua Yubi mua nhiều em biết mà, có ai những máy mà gì đâu đó. Rồi hai cái logo nhà mạng của nó giống như cái tem của nó là biết là máy mới á, nếu mà anh chị mua về anh tự nhiên lột ra đó. Còn đây là cái logo của xe hơi hãng Đức nè đó, anh nào đi xe hơi nhiều anh biết đúng không đó, nhìn cái logo biết. Còn đi xe máy như em thì không biết đâu, thật ra em không biết nữa, em nhập về em bán em biết, em có kinh nghiệm thôi. Rồi ok, bên trong máy pin sạc tai nghe đó, cục sạc sạc rồi zin tai nghe, cục pin 4U, pin này sạc chung với 88 đó, màu đen. Rồi đơn giản vậy thôi, thấy không? Giờ mở máy cho anh chị xem. Rồi đúng ra cái máy này nó chọt như cái lỗ này, lấy móc ra mà thôi, mình tháo que móc về lại cho lẹ đi, đúng không? Giờ kiếm cây chọn chi mạch đó, mở ra đó, bên trong cặp lưng zin, quay cận cảnh để cho anh nào mua máy này chốt cái này thì gửi về tới tới tiệm anh, quên lộn, tới nhà anh thì máy nó vậy nha, không có lộn đâu được máy khác vậy đó. Rồi bên trong mua về xài lột camera ra đó, không? Rồi đó 55. Rồi, một sim, gắn sim luôn. Sim này nó xài cái kích thước A4 nha anh chị. Đó mình mua về mình lắp tháo khung thôi. Đó bỏ vô. Thẻ nhớ nằm đây. Đó anh nào có nhu cầu nghe nhạc cái gì thẻ nhớ. Đó giờ mình bỏ pin vô. Rồi. Đó, rồi. Trước khi mở nguồn coi cái gì có hở gì không, có xấu vỏ ập ẹp hay vỏ lô hay gì không nha, đó cận cảnh đồ hoàn. Rồi anh chị nên nhớ là mấy cái logo này mấy miếng này nè chỉ máy zin mới có nha. Bây giờ anh chị lên mua mấy cái máy mà thay vỏ mà nó dựng hợp lại không có mấy cái logo gì đâu, ví dụ vậy. Và có những cây nước ngoài gửi về new luôn, cũng không phải nhà mạng Đức, thì nó cũng không có logo này nhưng mà bảo đảm là cũng là zin, anh hiểu chị đúng không? Chứ không phải là nhiều khi em nói xong thấy cái máy nào không có logo này chắc đồ dởm, không có đâu. Thì mình xài đồ cổ lâu năm mình cầm cảm nhận biết liền à, thiệt không ai gạt được đâu, trừ khi mình chưa đi xài đồ cổ á, mình đi mua mấy cái chỗ rẻ mấy trăm ngàn triệu mấy 2 triệu mà ghi là new chưa sử dụng là thua thôi, thiệt. Rồi mở nguồn lên đó, màn hình sáng đẹp, chật chài bị yếu nữa hả, để sạc pin chứ, xong một lần mở nguồn lên pin yếu ta hết pin nha, đó nó quảng cáo gì đó cậy nó phát hết đi. Đó con này là chỉnh qua tiếng tiếng Anh luôn. Đó đồ zin bấm cái đã anh chị, phím êm lắm nè,
không có cảm giác mà cứng là khó chịu, ọp ẹp đồ sượng sượng nha. Màn hình nè, sáng trưng đó, gọi là bao phê. Đó, chuông con này lớn lắm, trời ơi chết cha, bị yếu rồi. Đang quay phim mà hết hết pin. Buồn lắm rồi, để em mở sạc pin lại nha. Sẵn thử máy luôn. Đó. Nói chung là anh nào thấy cây đang tìm 55 bật đi. Trời ơi, không có nhiều đâu. Tại vì em gom quá nó về lâu lâu, tại nhiều người nói thằng này nó nói không có nhiều chứ vài bữa nó có nữa. Thật ra để em phải đi gom chứ, em không gom sao có. Nếu mà em về một cây này phải chừng 100 cây á, thì có thể nói ừ nhiều quá, đâu nhiều chứ vậy, đúng không? Lâu một hai cây thôi. Xe nào cũng cà phê quay phim từ biến yếu đó, sẽ biến lại thấy không, nó hiện 3G nè, vô tắt 3G luôn. Đó, bấm gửi em thôi. Đó, thấy không? Con này mua về lột cái ti ra. Mặt kính bằng kính nè. Bóng đẹp lắm. Đó, nhìn đồ viên ra là chuẩn nè. Đó, 2014. Chức năng nó cũng nghe gọi tin nhắn đầy đủ ra vô luôn đó. Anh chị nào mua thích nghe nhạc, nghe nhạc chuông này lớn lắm, nghe nhạc cũng đã lắm, buồn buồn nghe cái chữ cũng ok. Giờ vô thử rồi đó, không rồi ok, đơn giản vậy thôi, sạc tai nghe đó. Anh nào mua alo liền. Alo đi, trời ơi em không phải là vụ gì mua đâu, không có hàng ở đâu mà suy nghĩ. Rồi ok, cảm ơn chị clip nha. Uống phê tiếp. Nay chủ nhật uống phê xong lát lại cũng chuyện. Nay em đóng cửa sớm. Rồi ok.